Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, trong câu chuyện trong tuần hôm nay, kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Tại sao kịch bản thảm sát đồng tâm? Tác giả Thập Toàn Lý do Xuất phát điểm phong trào xuống đường chống dự luật dẫn độ của người dân Hồng Kông. Cộng sản Việt Nam đã một lần hú vía cuộc biểu tình chống luật đặc khu vào tháng 6 năm 2018. Lớn chưa từng thấy, lớn hơn cả biểu tình phản đối Trung Cộng xâm phạm chủ quyền. Họ biết rằng sự phản kháng với giặc nội xâm mà chính là đảng Cộng sản Việt Nam còn mãnh liệt và trào dân hơn tất cả. Khi phong trào biểu tình chống luật dẫn độ của người dân Hồng Kông xảy ra, họ rất lo sợ Ngọn gió Hồng Kông sẽ thổi bùng sự dồn nén căm phẫn của người dân Việt Nam từ lâu nay. Đến khởi tố vụ án trốn thuế đối với luật sư Trần Vũ Hải, họ quá hiểu cuộc biểu tình dài hơi, rất tổ chức và hiệu quả của người dân Hồng Kông chính là vai trò lãnh đạo của giới luật sư. Luật sư Trần Vũ Hải cũng là một luật sư có khả năng liên kết sự thống nhất giữa các luật sư và cũng là một trong những luật sư luôn là luật sư của những nhà bất đồng chính kiến và đặc biệt là dân oan bị cướp đất và cũng là một luật sư của người dân đồng tâm. Mở đầu chiến dịch Quyết tiêu diệt đồng tâm Mục tiêu Trấn áp và chặn đứng tất cả những mầm mống phản kháng trong nhân dân để duy trì quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng thực chất là duy trì quyền gia đình trị của Nguyễn Xuân Phúc, Ngô Xuân Lịch và Tô Lâm. Địa điểm Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tại sao là Thôn Hoành? Bởi việc đánh tan tập thể người dân dương nội đã xong. Dương nội cũng là điển hình của một mô hình rất nhiều người dân đồng tình cùng đứng lên chống bọn cường quyền cướp đất. Nhưng đồng tâm về quy mô và sự đồng thuận của người dân đã nâng lên một tầm cao việc tổ chức của người dân thôn hoàng dưới sự dẫn dắt của nhóm đồng thuận rất bài bản và đầy đủ lý lẽ. Nhà cầm quyền Việt Nam rất lo sợ mô hình đồng tâm sẽ được nhân rộng. Không may mắn, đất đồng sinh lại nằm bên đất của quân đội do Ngô Xuân Lịch làm bộ trưởng. Việc theo là một công ty làm kinh doanh của quân đội, nhưng thực chất là để làm giàu cho các quan chức. Việc đánh lận cướp đất đồng sinh cho mục đích quốc phòng dễ dàng lừa được số đông người dân thiếu thông tin thật. Sự kiện 38 lính cảnh sát cơ động bị giữ tại Đồng Tâm vào tháng 4 năm 2017 đã làm người đứng đầu Bộ Công an Tô Lâm ngạn máu hận. Việc đánh úp dân Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 chính là cú dằn mặt của Tô Lâm với bất kỳ sự phản kháng nào đối với lực lượng vũ trang này. Cũng là tờ sớ của Tô Lâm dâng lên Nguyễn Phú Trọng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được bảo toàn của thanh kiếm lực lượng vũ trang này dưới sự lãnh đạo của Tô Lâm. Đối tượng Tập thể dân thôn hoành và người chủ chốt phải tiêu diệt bằng được là cụ kình. Thủ lãnh tín nhiệm của không chỉ người dân thôn hoành mà còn cả xã Đồng Tâm, cũng như biểu tượng tranh đấu với phần đông người dân chính nghĩa trên toàn quốc Việt Nam, cũng như những người dân Việt tha hương, yêu quê hương Việt Nam. Nếu dương nội có người nông dân cấn thị theo, thì đồng tâm thủ lãnh lại là người của đảng Cộng sản Cụ Kình. Cụ Kình bị Nguyễn Phú Trọng và dặn quan chức Cộng sản rất căm ghét, bởi trong mắt bọn chúng, Cụ Kình như một tên phản tỉnh cụ thách thức Cộng sản Việt Nam về tài nghệ thuyết phục lòng dân và tổ chức lãnh đạo nhân dân đoàn kết và đau đớn thầy. Cụ lại lãnh đạo nhân dân vạch mặt bản chất cường quyền của chế độ Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Khi xem các video của cụ Kình khi nói về vụ tranh chấp đất đồng sinh và những lập luận về chính sách, có ai có thể không thốt lên lời thán phục cụ Kình về sự hiểu biết và cách lập luận của cụ. Đối nghịch lại, cứ mỗi phát ngôn của Nguyễn Phú Trọng làm dân mạng nổ sóng. Làm sao mà không mất mặt một người đứng đầu đất nước cơ chứ? Phương pháp Việc tổ chức đánh úp người dân đồng tâm ngay trong làng của họ đúng thời điểm 2 cho đến 4 giờ sáng, lúc con người đang chìm vào giấc ngủ sâu nhất. Đó là sự giả thú và mang rợ kịch bản lập lại của bộ đội bộ đôi Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm trong việc tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khi Trịnh Xuân Thanh đang đi dạo ngay trên đất nước Đức, bất chấp luật pháp quốc tế và xâm phạm của quyền an ninh quốc gia khác. Thời điểm Điểm này cực kỳ quan trọng. Khi mâm cổ, tổ chức nhân sự trung ương đã đến hồi ngã ngủ, kết quả đã nghiêng về ba cái tên nguyễn xuân phúc tô lâm và ngô xuân lịch vấn đề phải có cú áp phe lập công dân vua không ngại ngành xây dựng đảng nguyễn phú trọng để hạ cú chốt chắc chắn kịch bản đánh úp dân đồng tâm phải thực hiện ngay và phải chiến thắng giòn giả tại sao lại nguyễn phú trọng tô lâm và ngô xuân lịch nguyễn xuân phúc khó lòng đưa được đứa con gái cùng con rể đang sinh sống ở việt nam vào nắm quyền trong hệ thống thằng con trai có vẻ bất cần vì đang được sống trên đống của cải xa xỉ ở xứ cờ hoa lộ trình thời gian tại vị của nguyễn xuân phúc quá trễ để làm được điều này như nguyễn tấn dũng đã làm cho hai thằng con trai nhưng nguyễn xuân phúc vẫn cần phải gấp rút xây dựng mối liên kết răng lợi với tô lâm để bảo toàn tài sản chìm nổi và những sân sâu của gia đình. Tô Lâm, nhân vật trung tâm, khả năng sẽ theo kịch bản lên làm chủ tịch nước như Trần Đại Quang kỳ trước. Tô Lâm có con trai cũng làm trong ngành công an. Việc Tô Lâm cho quân đánh úp dân đồng tâm không chỉ lập thành tích để nhận giấy quyết định về vấn đề nhân sự từ Nguyễn Phú Trọng. Cú đánh đồng tâm của Tô Lâm còn là một bài toán dài hơi cho đế chế nhà họ Tô. Tô Lâm nhất quyết phải dùng lực lượng vũ trang làm thanh kiếm bảo vệ chế độ, nhưng sâu thẳm là đảm bảo tuổi thọ của nhà họ Tô trong việc cai trị Việt Nam. Tô Lâm dùng bạo lực đánh úp dân đồng tâm, nhưng một món nợ khoát lên Ngô Xuân Lịch trong việc chiếm được đất đồng sinh. Điều này cũng tương đương Tô Lâm đã nắm được cả quân đội việt nam sẽ ra sao sau thảm sát đồng tâm chúng ta cần phải xác định rằng sự tàn khốc đối với bất kỳ sự phản kháng nào sẽ còn xảy ra trên diện rộng và tần suất nhiều hơn nhưng chúng ta cũng tin rằng sự phản kháng của người dân cũng sẽ tăng lên bạo lực sẽ được trả bằng bạo lực đối tượng cũng đã được xác định mục tiêu của người dân sẽ trả thù từng tên một lời kết cho Nguyễn Phú Trọng. Sau cứu hạ chốt này, Nguyễn Phó Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ bị nhóm Phúc Lâm Lịch này đá văng khỏi quyền lực. Tuy nhiên, Nguyễn Phú Trọng trên cương vị chủ tịch nước ký công hàm phong tặng 3 công an bị chết trong trận đánh úp dân đồng tâm là chiến sĩ hy sinh vì chủ nghĩa xã hội và công cuộc bảo vệ tổ quốc. Nguyễn Phú Trọng sẽ đã bị đóng dấu vào trang lịch sử đen bi thương của Việt Nam. Mặc dù Phúc Lâm Lịch là kẻ giả tâm và hưởng lợi từ cái chết của cuộc Kỳ và sự đau thương của người dân đồng tâm cũng như người Việt có lương tri trong và ngoài nước. Nhưng Nguyễn Phú Trọng sẽ là kẻ bị nguyền rủa nhất. Lịch sử sẽ phán xử. Sau này chắc chắn Nguyễn Phú Trọng sẽ được dựng lên phán xử trước tòa án công lý. Ở thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, những tội ác của nhà cầm quyền nói chung và của Nguyễn Phú Trọng nói riêng đối với người dân Việt Nam cũng như người dân Đồng Tâm nói riêng và đặc biệt cái chết oan nghiệt đau thương của cụ Kình sẽ không thể che đậy được. Xin thắp nén nhăn kính cẩn cho một nhân cách như cụ Kình. Mặc dù không càng trống, nhưng thưa cụ, rất nhiều người dân việt nam đã làm quốc tang cho cụ mai quốc việt xin kính chào tạm biệt quý khán giả hẹn lại quý vị trong kỳ tới kính chúc quý vị gia đình và người thân khang an hạnh phúc